Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một thủ thuật nữa trên điện thoại iPhone, đó là hướng dẫn cho các bạn cách bật tắt dịch vụ định vị trên iPhone nha. Định vị trên iPhone hay còn gọi là GPS là một tính năng trên iPhone giúp xác định vị trí, địa điểm, sử dụng hiệu quả tính năng chỉ đường của ứng dụng bản đồ và còn nhiều ứng dụng thực tế khác. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bật và tắt dịch vụ định vị trên iPhone nha. Thì để bật dịch vụ định vị trên iPhone thì các bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên các bạn hãy vào phần cài đặt trên điện thoại nha. Tiếp theo các bạn hãy lướt xuống và chọn vào phần quyền riêng tư. Nên các bạn nhấn vào phần quyền riêng tư nha. Tiếp theo các bạn hãy nhấn vào dịch vụ định vị. Thì như các bạn có thể thấy trong phần dịch vụ định vị đang được tắt đi. Thì để bật lên thì các bạn hãy gạt nút dịch vụ định vị sang bên phải thành màu xanh lá cây nha. Thì các bạn nhấn vào và gạt để bật cái dịch vụ định vị lên. Trong trường hợp bạn muốn bật dịch vụ định vị của các ứng dụng riêng lẻ, bạn cũng có thể thực hiện một cách nhanh chóng. Thì tại giao diện dịch vụ định vị kéo xuống dưới, bạn sẽ thấy các danh sách ứng dụng. Thì các bạn hãy chọn cái ứng dụng mà các bạn muốn bật dịch vụ định vị. Ví dụ như mình sẽ chọn cái ứng dụng là ghi âm đi. Thì ở đây nó có hai lựa chọn nữa là hỏi trong lần tiếp theo và khi dùng ứng dụng. Thì các bạn hãy chọn cái mà các bạn muốn nha. Thì mình sẽ chọn vào hỏi trong lần tiếp theo. Bạn chọn hỏi trong lần tiếp theo nếu bạn muốn ứng dụng phải được sự đồng ý của bạn khi sử dụng dữ liệu nha. Hoặc là các bạn muốn tắt cái định vị trên iPhone. Nếu các bạn muốn tắt dịch vụ định vị trên iPhone thì các bạn cũng quay lại cái phần mà quyền riêng tư. Các bạn nhấn vào quyền riêng tư, sau đó các bạn lướt lên và các bạn nhấn vào dịch vụ định vị. Tiếp theo các bạn nhấn sang trái, lướt sang nút gạt lướt sang bên trái để tắt cái phần dịch vụ định vị này đi. Các bạn lướt sang trái, các bạn nhấn vào tắt. Thì như vậy là các bạn đã tắt cái dịch vụ định vị trên iPhone rồi. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách bật tắt dịch vụ định vị trên iPhone rồi. Nếu các bạn chưa làm được hoặc có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment ngay bên dưới, mình sẽ giải đáp chi tiết hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.